Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ kéo Hồng Kông xuống địa ngục. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục lên án những gì Trung Quốc đã làm ở Hồng Kông trong thời gian qua, đồng thời khẳng định lấy lại tất cả những gì mà Hồng Kông đã được hưởng với tư cách là một thị trường tự do không lệ thuộc Trung Quốc. Tổng thống Trump đã nói như sau: Hồng Kông là một vấn đề rất phức tạp vì chúng tôi đã cung cấp số tiền khổng lồ dưới hình thức ưu đãi để biến Hồng Kông trở nên tự do, khiến Hồng Kông hoạt động và gây thiệt hại cho chúng tôi. Đây là hình ảnh đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đương kim Tổng thống Mỹ khẳng định, ngay khi Trung Quốc gây hấn và kiểm soát Hồng Kông, tôi đã rút lại mọi thứ bây giờ đã bị rút lại và Hồng Kông sẽ thất bại. Tổng thống Trump đã nói Hồng Kông không bao giờ có thể thành công dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và thị trường Hồng Kông sẽ đi xuống địa ngục. Ông nhấn mạnh tiếp như sau: Hồng Kông không bao giờ có thể thành công nếu họ không có những ưu đãi đó. Và Hồng Kông cũng không bao giờ có thể tiến bộ nếu có Trung Quốc, trái ngược với việc hàng ngàn nhân tài đã điều hành Hồng Kông, nay Trung Quốc điều hành Hồng Kông. Trump còn nói các thị trường Hoa Kỳ do đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và các thị trường Hồng Kông sẽ đi xuống địa ngục bởi không ai làm ăn, sẽ có rất ít người tới làm ăn ở Hồng Kông. Tổng thống Trump cũng mô tả Hồng Kông là nơi thụ hưởng hàng tỷ đô la từ những ưu đãi đắt tiền mà hiện Mỹ đang lấy lại. Ông tuyên bố tiếp như sau: Tất cả những ưu đãi mà họ có đối với thị trường Hồng Kông để giữ một mức độ tự do nhất định ở đó, dù biết rằng cái bóng của Trung Quốc đang lơ lửng trên đầu họ, nhưng tất cả những ưu đãi đó, hàng tỷ tỷ đô la mà tôi, chúng ta cho Hồng Kông, bây giờ tôi lấy lại. Và từ khi Trung Quốc nhen nhóm ý định đàn áp nền dân chủ Hồng Kông, cho đến khi nước này chính thức áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện một chính sách nhất quán cứng rắn với Trung Quốc trên hồ sơ Hồng Kông khi liên tục trừng phạt Trung Quốc bằng nhiều biện pháp khác nhau. Đây là hình ảnh áp phích quảng cáo về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 trước ngày Trung Quốc cho ban hành chính thức. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ đã đưa ra cảnh báo rút quy chế đặc biệt của Hồng Kông nếu chính quyền Trung Quốc ra luật an ninh quốc gia và can thiệp trực tiếp vào đặc khu, từ bỏ nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, quay lưng lại với cam kết quốc tế của Bắc Kinh về Hồng Kông trước đó. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, ngay trước ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh cho Hồng Kông, tức là ngày 30 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra thông báo cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không cho phép bán các phương tiện phòng vệ, các thiết bị quân sự sang Hồng Kông, tương tự như với Trung Quốc. Cũng theo lãnh đạo Ngoại giao Mỹ, Washington cũng sẽ có biện pháp để giới hạn việc xuất khẩu các công nghệ quốc phòng và các công nghệ lưỡng dụng tương tự như với Trung Quốc. Rồi chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 đã thông qua một đạo luật dự trù trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông nào thi hành các biện pháp quy định mới về an ninh để chấn áp dân Hồng Kông và vi phạm nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Luật này của Mỹ cho phép Tổng thống Mỹ phong tỏa tài khoản và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với các quan chức nói trên. Và điểm đặc biệt là luật này dự kiến sẽ trừng phạt không chỉ các quan chức Trung Quốc mà cả cảnh sát Hồng Kông cũng như tất cả những ai tham gia siết chặt các quyền tự do của người Hồng Kông. Một điểm khác không kém phần quan trọng là luật cũng dự kiến trừng phạt các ngân hàng bằng nguồn tài chính của mình, góp phần vào việc làm xói mòn quy chế tự trị ở đặc khu. Đến ngày 14 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hồng Kông và ban hành luật trừng phạt với quan chức Trung Quốc tham gia đàn áp dân Hồng Kông để chống lại việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp cùng ngày 14 tháng 7 năm 2020 đã ra tuyên bố như sau: Hôm nay tôi đã ban hành một luật và sắc luật để buộc Bắc Kinh phải trả giá về các đàn áp nhắm vào người dân Hồng Kông. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một buổi họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 năm 2019. Và kể từ giờ, về mặt thương mại, Hoa Kỳ sẽ đối xử với đặc khu Hồng Kông như đối với phần còn lại của Trung Quốc, có nghĩa là không có ưu đãi đặc biệt, không có quy chế kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm. Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm là ông không có ý định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm cách làm dịu căng thẳng. Ông Trump cũng cảnh báo nạn chảy máu chất xám sẽ diễn ra tại Hồng Kông, đặc khu với hơn 7 triệu dân cư vì nhiều người sẽ ra đi sau khi tự do của họ bị tước đoạt. Trong bối cảnh không chỉ Mỹ mà nhiều nước quốc gia phương Tây khác như Anh, Úc, Canada phản ứng mạnh mẽ chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc
mạnh tay khai tử mô hình một quốc gia hai chế độ và bội ước với quốc tế về quy chế đặc biệt dành cho vùng từng là thuộc địa cũ của Anh. Và Trung Quốc vẫn không hề nao núng và tiếp tục đàn áp quyết liệt Hồng Kông. Đầu tháng 8, nhà nước Trung Quốc loan tin cảnh sát Hồng Kông ra lệnh truy bắt 6 nhà hoạt động lưu vong với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia của Trung Quốc, có hiệu lực từ cuối tháng 6 năm 2020. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố cam kết Mỹ và quốc gia tự do sẽ bảo vệ những người vì đấu tranh tự do mà bị đe dọa. Và đến ngày 7 tháng 8 năm 2020, Mỹ thông báo đóng băng tài sản của 11 vị lãnh đạo ở Hồng Kông, trong đó có trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, để trừng phạt việc hạn chế quyền tự trị ở Hồng Kông, quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Đây là hình ảnh thông báo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ quy định hàng hóa sản xuất ở Hồng Kông sẽ phải dán nhãn Made in China. Trong số các quan chức bị nằm trong tầm ngắm còn có cảnh sát trưởng, một vài bí thư chính trị, người đứng đầu ngành an ninh và ngành tư pháp. Tất cả đều bị cáo buộc đã giúp cho Trung Quốc siết chặt lại quyền tự trị của đặc khu và hạn chế tự do của cư dân Hồng Kông. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã nhấn mạnh đó là những hành động không thể chấp nhận được. Ông cho biết các biện pháp trừng phạt mới này nhắm chủ yếu vào việc tịch thu tài sản của các nhà lãnh đạo Hồng Kông tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ trực tiếp lên án bà Lâm đã thi hành các chính sách đàn áp các quá trình tự do và dân chủ của Bắc Kinh. Và Bộ Tài chính Hoa Kỳ viết trong thông báo rằng năm 2019, bà Lâm kêu gọi cập nhật luật dẫn độ của Hồng Kông để cho phép người Hồng Kông bị dẫn độ sang đại lục, khơi mào cho các loạt cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông. Mới đây nhất vào hôm 11 tháng 8, theo thông báo của chính phủ Mỹ, hàng hóa sản xuất ở Hồng Kông sẽ xuất khẩu sang thị trường Mỹ phải được dán mác Made in China kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2020. Phản ứng trước lệnh trừng phạt lãnh đạo Hồng Kông của Mỹ, chính phủ Hồng Kông hôm thứ Bảy vào ngày 8 tháng 8 đã gọi động thái của Hoa Kỳ là sự xâm phạm trắng trợn vào công việc nội bộ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và sử dụng Hồng Kông như một con tốt. Đây là hình ảnh bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và con trai thứ Lâm Ước Huy. Ông Lạc Hiệu Ninh, trưởng văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông, là một trong số những người bị trừng phạt. Ông nói các biện pháp này là kỳ cục. Người phát ngôn của bà Lâm nói là sẽ không bị dọa nạt. Quan chức này nói tiếp như sau. Phát biểu thay mặt cho những đồng nghiệp cấp cao của bà, trưởng đặc khu bà Karen Lâm nói chúng tôi thực hiện nhiệm vụ cao cả để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống và lợi ích của không những 7,5 triệu người Hồng Kông mà còn của 1,4 tỷ người đại lục. Trước đó, bà Lâm đã cười khẩy trước những ý tưởng Mỹ trừng phạt bà. Bà nói hồi tháng trước, tôi không có bất kỳ tài sản nào ở Hoa Kỳ và tôi cũng không khao khát được chuyển tới sống ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tờ Taiwan News của hôm 9 tháng 8 đưa tin, con trai bà Lâm, anh Jung-ho Lâm, tức là Lâm Ước Hy, đột nhiên biến mất khỏi căn hộ đang trọ ở thành phố Boston, bang Massachusetts ở Mỹ vào hồi cuối tháng 7. Người bạn cùng phòng sau đó xác nhận anh ta đã trở về Hồng Kông vì một cuộc gọi khẩn từ gia đình. Theo đạo luật được Nghị viện Mỹ thông qua vào hồi cuối năm ngoái, các quan chức Hồng Kông vi phạm nhân quyền và các thành viên gia đình của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ kéo Hồng Kông xuống địa ngục. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.